Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn cách sử dụng của cái phần LinkedIn SpeakX này dành cho After Effects. Thì hôm qua mình có chia sẻ với các bạn là cái LinkedIn này các bạn tải về và mình cũng có theo dõi cái bình luận của các bạn là có nhiều bạn vẫn chưa biết cách sử dụng hoặc là chưa biết cách cài. Về cách cài thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn là được, họ báo copy như thế nào và đường dẫn như thế nào là xong. Và còn bây giờ mình đi vào cách sử dụng nha. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái cách thực hành cái LinkedIn đó thì mình sẽ nói về cái cách tăng giảm tốc độ có sẵn trong After Effects trước. Mình sẽ tạo hai cái com, một cái com bình thường và một com SpeakX để so sánh. Thì ở đây là bình thường, nếu như chúng ta muốn cách truyền thống của chúng ta muốn mà tăng giảm tốc độ ở trong After Effects, nó có cái thông số này nè. Các bạn bấm icon dưới này, nó hiện ra cái phần stretch. Stretch này là cái và cái duration này, nếu như các bạn muốn cho cái video của chúng ta nó chuyển động nhanh hơn thì các bạn sẽ giảm cái phần stretch này xuống, thì tốc độ của cái đồng tàu nó chuyển động rất là nhanh đó. Tương tự như vậy là nếu như các bạn ngược lại, nếu như các bạn muốn chuyển động chậm thì các bạn tăng cái số lượng này ra, thì đồng nghĩa với việc các bạn phải nhấn Ctrl K và thay đổi cái duration này. Ví dụ mình viết thêm cho con này là con số 5 nữa thì cái duration nó giãn ra, cái các bạn càng tăng lên nó càng giãn và cái chuyển động. Nhưng mà cái nhược điểm của cái phần truyền thống này á, đó là nó sẽ bị giật và nó bị không có mượt. Thì có một cách truyền thống để khắc phục cái mượt này thì các bạn kích hoạt cái phần là chuột phải vào đây, chọn là cái pixel motion này, để các bạn vào bên này các bạn kích hoạt cái phần pixel motion này lên thì nó sẽ giống như nó đâm hình ra các bạn, nó sẽ mượt hơn một chút thôi. Nhưng mà nói gì nói thì đây là cách truyền thống của mình. Như vậy thì chúng ta có hai cách truyền thống. Cách thứ nhất là chúng ta cứ tăng giảm stretch. Cách thứ hai là chúng ta chọn cái chế độ blend này cho video. Đây, blending pixel motion. Đó, thì nó sẽ hạn chế được cái phần nào giật của cái shot hình của mình. Quay trở lại cái phần về speed x thì ở đây mình không sử dụng stretch nữa mà mình sẽ sử dụng bitx, là các bạn chọn control spacebar. Nhắc lại cho các bạn nào chưa cài cái này thì các bạn lên YouTube gõ là cải thiện tốc độ ul thành thì mình sẽ có một cái tút hướng dẫn chi tiết về cái này. Bây giờ quay trở lại bài này, mình sẽ đánh cái tên là speakx vô đây. Đây là cái giao diện làm việc của speakx, hầu như là nó được rất là tối giản, nó không có nhiều thông số, do vậy nên là cách dùng thì nó cũng không phải là quá phức tạp. Đầu tiên, chương trình mặc định của chúng ta là interpolation là smooth và speed ratio này là 100%. Thì chúng ta đồng hiểu với cái việc này là chúng ta mặc định không setup gì cả và tàu nó sẽ chạy với tốc độ bình thường là 100%. Thì cái phần speed ratio này, nếu như các bạn muốn cho nó tăng tốc thì các bạn tăng lên là 200 chẳng hạn. Thì các bạn thấy không? Tốc độ tàu nó tăng lên rất là nhanh. Nhưng mà các bạn thấy một cái khác biệt so với cái phần bình thường ở đây là khi các bạn tăng giảm stretch thì cái timeline, cái duration này nó thay đổi, nó update. Nhưng mà cái phần SpeakX này chúng ta, nó tốc độ thì nó nhanh hơn một chút, nhưng mà về khi mà cái hình phía sau này nó dư á, nó cũng không có co giãn được cái timeline, cái phần duration này. Đồng nghĩa với việc là cái phần nào mà nó chuyển động qua rồi nó đứng yên. Thì nếu như các bạn tăng nhanh lên thì dễ, đúng không? Cái số lượng hình mình nó qua nhanh thì nó dễ, nó còn dư hình nhiều. Nhưng ngược lại, nếu như các bạn muốn giảm thì sao? Đó, khi các bạn giảm, tại vì cái video của mình nè, cái video của mình hết, cái độ dài của video của mình là cái con tàu này nó qua hết mới được. Đó, nó qua hết cái khung này mới được. Nhưng mà đến đây thì hết mất rồi. Vậy thì làm cách nào để SpeakX nó hoạt động được? Thì muốn hoạt động được SpeakX thì các bạn cần phải tùy chỉnh thêm một thông số nữa, đó là time. Các bạn chọn là enable time remapping, kích vào đây. Và chúng ta phải tùy chỉnh cái duration của mình, Ctrl K và thay đổi cái duration của mình. Start frame cho bằng 0 nha, duration của mình là cho 5.20. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái bài test đơn giản để cho các bạn hình dung. Khi các bạn chọn là time và enable time remapping thì các bạn được quyền kéo cái này ra, nó không còn giới hạn đầu đuôi nữa, mà ở phía sau này là chúng ta có thể tùy chỉnh được speed. Ví dụ các bạn muốn giảm cái này xuống còn là, mình sẽ reset cái này để mình sẽ phân tích từ đầu. Đó, đoàn tàu chạy qua bình thường như vậy. Rồi, phía sau này không có hình thì không nói. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giảm xuống là 30%. 30% đúng không? Đó, thì bắt đầu nó có cái chuyển động silo rồi các bạn. Đó, mình so với cái kia thì nó khá mượt nha.
Rồi mình coi thử cái điểm cuối cùng của nó là nằm ở đâu. Đây mình đó, đến đây thì nó mắc luôn, nó hết luôn rồi. Như vậy thì mình cho cái điểm cuối cùng của nó là tại 398 frame. Đúng không? Mình sẽ ngắt ngay đây 398, mình nhấn Shift 4 để mà khóa ngay đây lại, và mình an ngay đây là 394 frame. Rồi, tương tự như vậy mình qua cái con bình thường. Mình sẽ không bật chế độ plan cho con bình thường nha. Rồi, để mình test cái độ mượt của cái phần phổ thông và cái phần này. Mình sẽ chỉnh cái này là 398. Thì cái phần duration stretch này nó tự động nó cân bằng với nhau. Và nó ra làm 398 frame. Mình nhấn ô N. Con số này nó hiện là 482 là nguyên nhân tại sao các bạn nhấn cần trên K. Nguyên nhân tại vì cái phần start frame này mình đang để ở 85. Mình phải cho nó về không. Và nhiều bạn hỏi là làm sao để chuyển cái timeline này về cái dạng frame, thì các bạn nhấn vào control rồi đây là nó dạng thời gian time giây. Nhưng mà nếu các bạn kích vào một cái đè control kích vào, nó sẽ chuyển vào dạng frame. Thì chúng ta sẽ có được là hai cái công này đang bằng nhau về 398 frame. Rồi bây giờ mình sẽ giới hạn tại frame 150 nè. Không, tại frame số 75 đi. 75. Rồi mình sẽ nhấn B ngay đây một cái. Tiếp theo đến công số 150 đi. Mình sẽ làm một cái thực nghiệm N. Ấy, cancel, mình nhấn N vô đây. Mình trim nó lại. 75 và 150. Tương ứng cho cái phần công bình thường tại vị trí 75. Ở đây mình set 75 này. Nhấn B và 150. Nhấn N và mình cũng com lại. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa hai cái phần là Big X và com bình thường vào đây, đưa vào một cái com nữa. Và mình không chọn Screen Layer nha. Screen Layer là nó sẽ sắp xếp, mình sẽ để chồng. Ok. Thì để cho tiện phân biệt được đâu là Big X, đâu là ở, thì mình sẽ viết thêm một cái test nữa. Ở đây mình sẽ chọn là Big X. Copy cái này qua bình thường, bắt vô đây mình đặt tên cái này là bình thường. Rồi. Kế tiếp mình sẽ vào cái phần này để mình so sánh nè. Mình sẽ đặt cái tên con này là so sánh cho các bạn hình dung. Vì cái này là 4K do vậy nên mình hai người này mình sẽ giảm xuống là mỗi bên là 50. Rồi, các bạn muốn bình thường bên trái bên phải, mình sẽ cho nó bên trái nha. Các bạn cầm vào đây để shift để cho nó giữ một hàng ngang. Tương tự speed x này mình sẽ để shift để cho giữ một hàng ngang. Và các bạn so sánh được cái tốc độ hai cái nó sẽ chạy như thế nào. Để cho nó load qua một lần. Tại file này file 4K nó khá nặng, do vậy nên là mình sẽ để chế độ là water. Thì các bạn hình dung là cái ai mượt hơn. Đúng không? Cái này là tốc độ bình thường nha. Cũng số frame như vậy, cũng đôn frame lên giống vậy. Còn cái đây là chúng ta sử dụng về cái Speed X. Thì các bạn thấy là nó giữa hai cái nó có sự hiệu quả rồi. Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào phân tích ở Speed X thôi. Khi mình làm Speed X rồi thì chúng ta đi phân tích sâu về tính năng hơn một chút. Mình sẽ tạo tiếp một cái con nữa để phân tích trên này. Trên K. Làm lại thao tác lúc nãy. Đưa cái này lên là 540. 520 đi. Kế tiếp mình sẽ chọn Time. Bắt buộc các bạn phải chọn Time Remapping nha. Kéo ra. Speak it. Rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích đến cái lượt của cái Timing. Bây giờ mình chọn là Frame Number. Thì cái phần mà Speed Ratio này nó khóa đi, cái phần mặc định nó khóa đi mà nó hiển thị cái phần là frame number. Thì các bạn play thì không có hiện tượng gì hết. Nhưng mà khi các bạn thay đổi 12 chẳng hạn, à thì nó hiện ra, có nghĩa là cái này là cái số lượng frame. Thì bây giờ dễ hiểu nhất, bây giờ các bạn muốn chạy cái này con số 12 đi thì nó ra cái hình này, đúng không? Cái này nó chuyển động là 12 là nó ra cái hình này này. Thì khi các bạn khai báo 12 lên trên này thì tự động nó cái hình này nó giữ hoài luôn. Như vậy thì các bạn ngầm hiểu là cái SpeedX này hoạt động dựa trên hai frame. Ví dụ mình muốn cái frame 12 này chuyển động tới frame 30 thì các bạn click key vào đây. Mình có thể đưa tới cái frame 30 này và set cái này là 30 chẳng hạn. Đây là cái từ cái số frame 12 nó sẽ chạy đến frame 30 các bạn. Như vậy các bạn hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái này không? Nó sẽ cần hai frame, hai vị trí khác nhau để cho nó chạy. Ban đầu mình chọn 12 và lúc sau mình chọn 30, thì khi mà chạy thì nó sẽ chạy từ 12 đến 30. Nếu như các bạn muốn tăng giảm tốc độ của cái này chậm hay nhanh thì các bạn phải tính bằng dịch chuyển điểm key.
Ví dụ các bạn muốn từ 12 lên 30 mà nó chậm thì các bạn giãn hai điểm quy ra. Nè. Đó, và ngược lại nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn đưa vô nhanh gần thì nó dễ rồi, cái đoạn đưa nhanh thì nó dễ. Nhưng mà cái đoạn giãn ra này nè, mà một có một cái hay của SpeedX á, đó là nó hệ nó tính toán thông qua cái phần trí tuệ nhân tạo, nó sẽ bù đắp, nó thêm hình vô. Do vậy nên là cái phần hình ảnh mà nó cho ra nó khá là mượt mà. Nói gì thì nói, tại vì chúng ta đem cho một con gà nó uống sữa rồi nó chích thuốc kích thích vô để cho nó kéo cày thì không thể nào nó bằng con trâu được. Nhưng mà ở một cái bài toán mà họ làm như vậy thì so với cái phần mà nó mang lại khá là hiệu quả các bạn. Thì chúng ta đừng có tham, đừng có đẩy xuống quá thấp, chúng ta vừa phải thôi. Thì nó chỉ có bị cái một cái nhược điểm, đó là cái khả năng ở chỗ này là nó bị nhiễu thôi. Nó bị nhiễu nhưng mà so với những cái khác thì nó lại tốt hơn rất nhiều nha các bạn. Thì với những cái phần background trơn ấy thì nó làm hiệu quả hơn. Nhưng mà đối với mình thì phần tổng thể mình chấp nhận như thế này là ổn, chứ không có đến nổi. Kế tiếp chúng ta sẽ đi phân tích về interpolation. Thì giống như lúc nãy, ở bên này nó có hai gạch. Hai gạch này là nó làm một cái bài, là những cái phần mà smooth và sharp á, là nó có cái trình AI của nó vô trỏng rồi. Do vậy nó làm cái chuyển động của chúng ta mượt. Còn cái phần near và plan thì y chang như cái phần phân tích phổ thông lúc đầu mình nói. Ở với phần bình thường nè, nếu như các bạn, đây là chế độ bình thường, là đây là chế độ gọi là near rep của nó này. Đó là nó giật. Còn plan là sao? Có nghĩa là nó sẽ đâm phem ra, thì cũng giống y chang như là mình làm cái chế độ này đâm phem ra. Đó vậy thôi. Thì cái SpeedX này nó slow nhưng mà nó có hai hệ, một hệ là thuật toán AI là hai dòng trên, một hệ là phổ thông là ở dưới y chang như mình phân tích cô điển. Thì cái smooth và sharp. Sharp này, mình chọn sharp nha. Hầu như hai cái này nó khó phân biệt các bạn, nhưng mà cái mình đánh giá là các bạn có thể test được, nhưng mà mình đánh giá cái khả năng mà làm mịn được cái phùng tiếp giáp này của thằng smooth nó tốt hơn các bạn. Để các bạn xem này, đó, nó đẩy chữ đi nè, nó đẩy chữ đi đúng không? Nhưng mà các bạn chuyển qua smooth đó thì quá trình này nó sẽ mềm hơn một chút. Thì giữa hai cái này tùy vào sổ suột mà các bạn tính thôi. Nhưng mà cơ bản là các bạn hiểu được cái nguyên lý để mà làm việc cái SpeedX là nó là như vậy. Thì trong lúc hồi nãy giờ là mình phân tích là một cái dạng com mình cắt ra rồi. Còn bây giờ ví dụ như các bạn nhập thẳng một video vô như thế này. Đây, các bạn nhập thẳng một video vô. Thì chúng ta sẽ set key như thế nào cho hợp lý cho một video. Thì ví dụ như các bạn đưa cái SpeedX vô đây. Rồi, bình thường thì các bạn nên để cái phần ratio này cho dễ dùng. Còn cái phần frame kia thì mới công chuyển qua chuyển lại tính toán nội mệt, đúng không? Thì ví dụ như các bạn muốn tốc độ bình thường là tới đây đi. Thì các bạn khóa ngay đây là 100, là từ U này. Là từ 0 đến 100 này tốc độ bình thường nè. Đây là tốc độ bình thường. Đó, nhưng mà bắt đầu từ đây các bạn muốn nó giảm xuống là 30 liền. Thì cái khoảng sau này là toàn bộ là nó sẽ slow hết. Rồi này, ví dụ này, chạy qua này. Đó, bắt đầu nó slow này. Ví dụ như slow tới đoạn này rồi, các bạn khóa lại ngay đây là 30 nữa. Nhưng mà đến đây thì các bạn muốn cho nó tăng lên là các bạn trả về là 150 đi. Tốc độ nó nhanh. Đó, thì các bạn biết cái vùng ranh giới để mà xử lý. Rồi, đây. Tốc độ tàu chạy bình thường nè, chậm lại nè, và phóng đi. Thì nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao trong trường hợp này anh không sử dụng time remapping? À, tại vì cái video này là vì mình không có cắt ra. Những cái trường hợp trước là mình cắt ra, do vậy nên là nó mắc đầu mắc đuôi. Còn trong trường hợp này là video gốc của mình bỏ vô nó dài timeline. Nhiều khi các bạn cắt ra là khi các bạn làm xong rồi các bạn mới cắt. Đó, thì cái lượng hình của mình nó vẫn đủ. Nhưng với trường hợp các bạn muốn cho cái đoạn này nó slow lâu hơn nữa mà hết hình rồi, thì buộc các bạn cũng phải cành trên ca tăng cái timeline này lên và sử dụng time remapping cho nó, để cho cái phần phía sau của mình ấy, nó đủ hình. Đó, nó vẫn còn có thể cung cấp được hình cho mình. Thì với những cái yếu tố mà nếu như trong khả năng hình nó còn hình á, thì các bạn không cần phải time remapping. Nhưng nếu như cái hình của mình nó thiếu thì các bạn bắt buộc phải time remapping và tùy chỉnh cái duration. Thì qua đây thì hy vọng là các bạn hiểu được cái nguyên lý làm việc của SpeedX và áp dụng vào trong công việc của các bạn một cách hợp lý nhất. Để cập nhật những video hướng dẫn mới nhất của mình thì các bạn có thể nhấn đăng ký vào kênh YouTube của mình này, hoặc là theo dõi trên unthanh.com. Thì cái trang web này để lập ra thì mục đích là để chia sẻ những kiến thức cơ bản, nền tảng đến với các bạn. Ngoài ra thì nó cũng có cái kho tài nguyên, các bạn có thể vào từng mục để mà tải về những cái phần như lúc nãy là cái phần LinkedIn
Thì cái phần chia sẻ tài nguyên này không phải là cái nội dung chính của mình, mà nội dung chính của mình là chia sẻ tút. Nhưng mà cái nào cần thiết và hay thì mình cũng chia sẻ lên đây. Các bạn có thể vào những cái khu vực này để tải về. Và ngoài ra các bạn nào muốn học về After Effects cơ bản thì kích vào đây, After Effects nâng cao kích vào đây, và C4D cơ bản thì các bạn chọn vào này. Mà và mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình cũng có một cái khóa học gia công kỹ xảo bằng After Effects. Ở trong này gồm có một bộ gốc là mình đã soạn và cộng với các cái update theo thời gian. Gần nhất của mình là làm hiệu ứng pha hơi máy lạnh như thế này. Nếu như các bạn mà cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể liên hệ với mình tại cái mục mô tả cái thông tin liên hệ đó để đăng ký bộ giáo trình này. Mình xin nhắc cho các bạn là cái bộ giáo trình này không phải là học online, mà là các bạn tải nguyên bộ thuộc về tự học qua video và không hiểu thì hỏi mình, trao đổi tư vấn thêm những kiến thức và bên trong và bên ngoài bộ giáo trình luôn, chứ không có phải là bị giới hạn nha. Do vậy nên các bạn nào mà thấy phù hợp thì có thể liên hệ mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn sau.